Hello và xin chào các bạn, mình là Thế Minh đây. Hôm nay tôi sẽ chơi game xếp Shooter nhưng lại là tập cuối nha các bạn, tập 7 nha. Hay là các bạn muốn chọn cái này, tập 7 nè, là gần cuối hay là cái này? Tớ nghĩ lập chơi này hoài cũng ngán chứ gì. Ok, tớ sẽ chơi cái này nha. Đó là Show.io, tớ cũng không biết đọc mà tớ học tiếng Anh rồi. Ôi rồi tưởng nó không có nó. Oh man, cái my god, các bạn ơi, chọn thì không được luôn. Level 30. Ok go. Ê, bớt giỡn nha, cái này không chơi nha. Ô các bạn ơi, mới đầu vô tớ dễ thương quá à. Trời ơi, thôi khỏi chơi luôn đi các bạn ơi. Ồ không không không, cái này chơi được, cái này chơi được nè, cái này ngon, cái này ngon. Để tao giết cái con này mãi, mặc dù nó giết tao sẽ dễ giết thôi. Một hit hai thằng. Ô đẹp vậy ta, đẹp quá à. No, con cù bắp vậy mà. Oh my, bên 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 bên. What, tại sao? Ồ con này dữ nè. Ê ê bạn ơi, một hit hai hit ba hit bốn hit một. Oh my god, level 5 chưa đến nữa. Một hit hai hit ba hit, trời ơi quá trời mờ luôn các bạn. Rồi level 5 đến rồi, một hai hit à. Level 6, trời ơi tại sao mới lại ở đây, biết vậy ta khỏi cho mới già luôn. Một hai ba, ôi tôi thấy con nào. Ôi trời ơi, mấy trăm điểm luôn, ủa mày gót được nào, đúng rồi vậy được à. Một hit hai hit. Trời ơi, no các bạn ơi, làm sao để có thể diệt được mấy cái con kia. Nếu level 6 cũng là bị nhiều rồi nha. Một hết, hai hết. Thôi level 7 nãy giờ cũng nhiều chứ bộ. Ô trời ơi trời ơi, no, không có gặp với mấy con kia đâu. Nhà tôi chỗ của tôi đang chờ mua cho các bạn như thế nào. Hay bình luận đi dưới nha. Một hai, ủa con gì mạnh như vậy. Đó leo 18 được rồi nè. Tớ phải ăn hết tất cả mồi này.
không ăn hết là trời sẽ trừng phạt chúng ta vì bỏ lỡ quá nhiều đồ ăn. Ôi trời, có lính bên kia nữa không? Có cái thằng nào nó bên kia. Tới đang hạn cuối cùng luôn nha các bạn. Được chưa? Hạn ngô nha các bạn. Nhìn đó trên bản đồ là các bạn sẽ thấy. Không, đó đang hạn 7. Đi. Có level 1 tôi không thích. À, biết con này là con gì rồi. Có bộ cạp. Nhìn nãy giờ không ra. Bộ cạp hèn gì nó trâu như đi. Để tan. Chắc một chút chết lại đúng không? Không, có tự giác nó trâu. Oh my god các bạn ơi. Tôi thích cái sự kiện này lắm luôn á. Level 1, level 18 cũng hơi giống nha. Tôi phải tránh xa cái phần này ra các bạn ơi. Có phải tìm cái con sư tử trong cái con hổ quên các bạn. Năm nè, năm gà quá à. Đánh bay một hit hai hit ở đây mô đúng luôn. Trời ơi nó đúng trong nha các bạn. Rồi level 10 luôn. Không hết. Rồi bên kia có thằng chuồn thôi các bạn. Cái chơi game này có gì nữa không? Gun các bạn. Mini gun. Thử coi cái này là cái gì. Nó America. Ôi dồi ôi, rồi xong luôn. Để tớ quay lại. Trời ơi tại sao hỏi các bạn ơi. Để tớ vô game lại. Đây rồi mất hết tất cả lính luôn rồi. Xong luôn. Let America tiếp tục. Thử coi cái này là cái gì nha các bạn. Thu IO. Đâu hàng gì. Để thử tử coi ở thác. Thu ok. Ồ. Thử coi 2 3 thôi tôi mấy cân nhỏ thử coi nó là cái gì. Oh my god, để có thể level up được nó phải thô mấy cái con bự không con nhỏ chứ các bạn ơi. Đừng có level 1 như vậy. Oh my god. Ha. Level 5 hả? Để tớ chơi lại. Tớ sẽ ráng dưới con này nha các bạn. Trời ơi. Level 1 mình giết được cái con này là ghê lắm nha các bạn. Thank you.
ô một phát chết vài trăm con. Oh my god, level 3 các bạn ơi. Không sao, giờ tớ sẽ giết vài cái con của tớ. Thôi chắc cái con này level 3 này đúng không? Đúng rồi. Wow các bạn ơi, quá trời mờ luôn. 3 rồi, 4 rồi. 4 rồi. Oh my god. Oh my god, tớ chứ kinh quá mà không biết tớ đang hạng mấy nữa các bạn ơi. À, tớ đang hạng 10 đó bạn. Trời, hạng 7. Go. 4 mày nha. Con lớn level hơn mình thì sao? Đây, ô level 6 thử coi nha. Ồ, chắc tới thằng con này trước nè. Con Sida. Ô, đây, đây. Thank you.
phen, chắc cũng hơi lâu nữa à. Các bạn ơi đợi đó, có thể tu nhanh nha. Yeah. Đó phải giết mấy cái con này. Ờ, đâu đây 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 con này. Trời ơi, không biết ai đang hạnh nhất nữa các bạn ơi. Ở đây tớ đang hạnh nhất hay là gì á các bạn? Không biết nữa. Phải rồi nha. Úi ôi, mấy trăm nhát luôn các bạn. Level 3 hả? Level 3 đâu? Oh my god. Tiền về các bạn ơi, tiền về. Ủa có đang là mấy ta? Level 8. Ủa rồi tắt luôn rồi. Video đến đây đã kết thúc. Biết bao các bạn.